Chào tất cả các em, chào mừng các em đến với chương trình dạy học qua Internet. Cô tên là Võ Thị Mỹ Linh, đến từ trường tiểu học Võ Thị Thừa, quận 12. Hôm nay cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết học viết lớp 2, tuần 13, bài viết chữ hoa mờ. Trước khi vào tiết học, các em cần chuẩn bị bảng con, phấn, bút mực, vở tập viết. Các em lưu ý ngồi học ngay ngắn ở nơi có đầy đủ ánh sáng, không ngồi quá gần màn hình, tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Các em sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nào. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau viết chữ hoa M. Các em hãy cùng quan sát và cho cô biết chữ hoa M cao mấy ô ly? Chữ hoa M cao 2 ô ly rưỡi. Vậy chữ hoa M có độ rộng là bao nhiêu? Chữ hoa M có độ rộng là 3 ô ly. Vậy các em hãy tiếp tục quan sát và cho cô biết chữ hoa M được viết bằng bao nhiêu nét? Chữ hoa M được viết bằng 4 nét. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa M nhé. Chữ hoa M gồm 4 nét: nét móc ngược trái, nét thẳng đứng, nét xiên phải và nét móc ngược phải. Cô mời các em cùng quan sát cách viết với cô nhé. Nét 1. Đặt bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2, viết nét móc từ dưới lên hơi lượn sang phải. Khi chạm tới giữa đường kẻ 3 và 4 thì dừng lại. Nét 2. Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét thẳng đứng. Cuối nét hơi lượn sang trái một chút và dừng bút ở đường kẻ 1. Nét 3. Từ điểm dừng bút của nét 2, chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét thẳng xiên từ dưới lên. Đến giữa đường kẻ 3 và 4 thì dừng lại. Nét 4. Từ điểm dừng bút của nét 3, chuyển hướng đầu bút để viết nét móc ngược phải. Dừng bút giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2. Cô mời các em cùng xem lại một lần nữa nhé. Nào, bây giờ các em hãy cùng nhau viết vào bảng con nhé. Tiếp tục, cô trò chúng ta cùng đến với câu ứng dụng mỗi người một vẻ. Các em hãy suy nghĩ và cho cô biết câu mỗi người một vẻ có nghĩa là gì nào. Mỗi người một vẻ có nghĩa là mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, điểm mạnh riêng, không nên so sánh người này với người khác. Các em hãy nhớ nhé. Bây giờ các em hãy quan sát và cho cô biết câu ứng dụng có mấy chữ. Đúng rồi, câu ứng dụng có 4 chữ. Và trong câu ứng dụng này, chữ nào được viết hoa nào? Chính xác, trong câu ứng dụng, chữ mỗi được viết hoa. Các em hãy cùng quan sát cô hướng dẫn các em viết chữ mỗi nhé. Đầu tiên chúng ta viết chữ hoa mờ đầu câu. Sau đó, nối nét cong kính của chữ ô tiếp liền với điểm kết thúc của chữ hoa mờ. Không nhấc bút, các em viết tiếp chữ y, viết dấu ngã trên đầu chữ ô để có được chữ mỗi. Cô mời các em viết chữ mỗi vào vở tập viết nhé. Sau khi đã hoàn thành xong, các em hãy viết tiếp câu mỗi người một vẻ vào vở tập viết và viết lại chữ hoa mờ thật đẹp và chính xác nhé.
Các em viết bài nhớ chú ý cách cầm bút và tư thế ngồi của mình nhé. Các em ngồi thẳng, lưng hướng nhẹ lên phía trước. Mắt cách vở từ 25 đến 30 cm. Chân đặt thoải mái tiếp xúc với mặt sàn. Ngoài ra, các em có thể luyện viết thêm câu ứng dụng. Một ngôi sao chẳng sáng đêm, một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng, tố hữu. Sau khi kết thúc bài viết, các em hãy tự đánh giá phần bài làm của mình để bài viết tốt hơn nhé. Các em nhớ chú ý và thực hiện cho đúng yêu cầu nhé. Vậy là tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô hẹn gặp lại các em ở tiết học sau nhé. Cô chào tạm biệt các em. Cô chúc các em hoàn thành bài viết của mình thật đẹp.